Nhộn nhịp nhất là những ngày sau 20 tháng Chạp đến 26 Tết. Đây là thời điểm hoa được cắt chuyển ra các tỉnh thành xa, kịp phục vụ nhu cầu của người mua hoa. Sau thời gian này, hoa tập trung cho thị trường nội thành Đà Lạt và vùng phụ cận. Làm cả 20 năm rồi, nhưng mà anh đi là anh không có mua chốt nguyên cả vườn, nhưng mà anh mua theo giá thị trường hàng ngày. Giá ngoài kia bao nhiêu là anh vô vườn mua bấy nhiêu. Đây cũng là cách mà nhiều thương lái khác lựa chọn khi giá hoa Tết liên tục có nhiều biến động. So với thời điểm trước 20 tháng Chạp, giá hoa Lê Ơn hiện đã giảm hơn 10.000 đồng mỗi bó. Như dự báo, giá hoa sẽ tăng trở lại vào những ngày cận Tết. Thương lái thì họ tới vườn mua rồi mình cũng có đi Hà Nội rồi mình bán nữa. Năm nay giá cả thì nó không được như năm ngoái, nhưng mà nói chung là cuối năm thì bà con thu hoạch thì cũng tạm ổn. Vẫn duy trì hai loại giống như lâu nay, nhưng hoa Lê Ơn trên vùng đất Đơn Dương hiện có đến hơn chục sắc hoa khác nhau, chủ đạo vẫn là vàng và đỏ. Làm chủ về giống công nghệ để giúp người trồng hoa nơi đây có thu nhập ổn định từ nhiều đời nay. Các năm gần lại đây thì năm nay là năm chất lượng nhất, cũng như là đa dạng các loại hoa nhất. Và chúng ta thấy là về cái công nghệ sản xuất cũng như là cái kinh nghiệm sản xuất của nông dân, bà con ở đây thì rất nhiều kinh nghiệm nên là trồng ra những loại hoa Lê Ơn nó cao, to và nó rực rỡ hơn. Lê Ơn là một trong số ít loại hoa truyền thống được người Việt ưu tiên cho bàn gia tiên ngày Tết. Dù thu nhập không cao so với các loại hoa khác ở Lâm Đồng, nhưng người trồng hoa Lê Ơn ở Đức Trọng vẫn luôn giữ diện tích nhất định để trồng loài hoa này. Đó như là cách để người dân nơi đây góp phần lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.